Và bây giờ tôi xin giới thiệu anh Chu Linh là người đại diện cho nhóm Việt Nam Film Club từ Washington DC đến, và anh là người có nhà Ý thì chúng ta là người đầu tiên xem cái đoạn phim Lê Văn Khoa, một người Việt Nam. Và tôi xin có cái ý này, thưa quý vị, anh Chu Linh có nói với tôi là cái ý của ảnh là khi chúng ta xem bộ phim này, chúng ta đừng có ngại ngần, cho ảnh một cái ý kiến là xem như thế nào và góp ý để cho cái phần sau, tức là bây giờ phim nó chưa hoàn tất, trong tương lai gần đây nó sẽ hoàn tất và sẽ phát hành. Thì trong thời gian này mình là người đầu tiên coi bộ phim này, cái đoạn phim này, và nếu quý vị có những ý kiến đóng góp tu bổ cho bộ phim thì ảnh rất là vui. Dạ, với lại anh Chu Linh nói là cái không khí này mà nó trao đổi tư tưởng thì nó vui hơn, nó không có nghiêm trang lắm giống như tôi nói lúc đầu. Dạ, bây giờ chúng tôi xin được mời anh Chu Linh. Kính thưa quý vị quan khách, chúng tôi là Chu Linh, xin thay mặt cho các anh chị em Việt Nam Film Club trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, phải nói một lời đầu tiên là cái cảm giác của chúng tôi khi nhìn thấy quan khách từ lúc 3 giờ cho tới ngày, cho tới giờ này. San Diego chúng tôi tới lần đầu tiên, và những cái gì chúng tôi nhìn, nghe, thấy đều tốt đẹp, từ thân hữu, từ cách tổ chức, từ những cái câu chuyện trao đổi hồi này ngoài hành lang. Đây là cái điều mà làm cho chúng tôi cảm thấy đi đường xa hết mệt mỏi, và chúng tôi cũng bày tỏ cái niềm cảm phục, cái tình cảm của người dân San Diego dành cho phái đoàn qua tiền đồ. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, trong chốc lát nữa chúng tôi sẽ chiếu một cái đoạn phim khoảng 10 phút của bộ phim Lê Văn Khoa, một người Việt Nam. Xin nói rõ, bộ phim này chưa hoàn tất, đang thực hiện. Nhưng trái với thường lệ, chúng tôi không có chiếu gì trước khi bộ phim hoàn tất. Sắp sự hoàn tất thì chúng tôi sẽ đưa cái trailer lên trên YouTube hoặc là chiếu thử cho quý vị coi. Nhưng hôm nay cuốn phim đang dang dở, chúng tôi phải quyết chí đưa tới đây cái đoạn phim trailer. Tại sao? Trước đây chúng tôi thực hiện trên 40 cuốn phim tài liệu lớn nhỏ, không bao giờ chúng tôi làm điều này, bởi vì đó là những dữ kiện, những nhân chứng có thật. Ngày hôm nay một cuốn phim nói về một người nghệ sĩ đang sống mà người Việt Nam ít khi thực hiện, mà người Mỹ họ vẫn thực hiện cho một người đang sống. Chúng tôi làm như vậy để đưa ra hình ảnh một cái nghệ sĩ đã đóng góp với xã hội Việt Nam như thế nào. Phần chúng tôi không có liên quan tới gì nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Việt Nam Film Club thực hiện một cách độc lập. Tuy nhiên, cách đây 4 năm khi chúng tôi qua đây tham dự sinh nhật 80 của ông, chúng tôi có ngỏ ý thực hiện bộ phim này. Đối với ông, không thể không hỏi cái câu này và không thể không nghe trả lời. Ông lặng thinh, gần như lắc đầu. Chúng tôi hiểu, ông ngại rằng đưa một cá nhân lên bộ phim. Ông ngại rằng những dữ kiện có phong phú không để thành một cái bộ phim, có lẽ ông ngại nhiều thứ. 4 năm sau, khi chúng tôi thu thập tài liệu phỏng vấn các nhân chứng Việt Nam, ngoại quốc, từ Hoa Kỳ cho tới Australia cho tới Ukraine, những công việc của ông là rất phong phú, và chúng tôi thấy rằng bộ phim này xứng đáng dành cho một nghệ sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Nhưng chúng tôi vẫn đắn đo, tiếp xúc với ông gần như sau khi mà làm được với công việc gì, bởi vì cái tánh ông khiêm tốn và ông không muốn trong cuốn phim nói gì về ca tụng ông,
Chúng tôi hiểu điều đó, chúng tôi không bao giờ ca tụng, chúng tôi cũng không phê bình cái gì nhạc sĩ đêm hôm qua. Chúng tôi chỉ đưa ra những dự kiện, vậy mà chúng tôi vẫn đắn đo để có ngày hôm nay. Trailer 10 phút để trình bày với quý vị. Chúng tôi muốn quý vị cùng chúng tôi thực hiện bộ phim này. Quý vị sẽ xem cái tựa đề Lê Văn Quang một người Việt Nam có được hay không? Hay là quý vị đưa lên một cái tựa đề khác, chúng tôi xin lắng nghe. Quý vị sẽ thấy trong đó 4 phần, 5 phần chính của bộ phim, từ cuộc đời thơ ấu của ông cho tới giáo dục thiếu nhi, cho tới hoạt động tôn giáo, cho tới nhiếp ảnh và sau cùng là âm nhạc. Những cái gì trong đó chúng tôi trình bày đã đủ chưa, đã thuyết phục chưa? Sau đó xin quý vị để ý cái message, cái thông điệp mà quốc phim gửi đi có xứng đáng cái con người của Lê Văn Khoa hay không? Chúng tôi có thiên vị ông Lê Văn Khoa hay không? Xin quý vị cho chúng tôi được nghe ý kiến của quý vị. Vì vậy sau khi chiếu phim, xin ban tổ chức mở rộng cái diễn đàn ra. Mà cái điều mà hay nhất đối với chúng tôi là lắng nghe câu hỏi của quý vị, sự đóng góp của quý vị để cuốn phim này sẽ được sửa đổi. Mặc dù chúng tôi làm được một nửa rồi, chúng tôi vẫn cứ thay đổi rất dễ dàng để cuốn phim khi phát hành có giá trị về nội dung, kỹ thuật và cái thông điệp mình gửi đi. Một người đang sống, một nghệ sĩ đang sống và công trình của ông Lê Văn Khoa được nhận ra cái giá, được nhận thức giá trị không những đối với người Việt Nam và đối với người ngoại quốc. Cũng xin nói chuyện bên lề một chút, hai ngày đã qua, thứ năm thứ sáu chúng tôi phải miệng chạy những chạy show để phỏng vấn những người ngoại quốc, tức là có thể cái người đó là thị trưởng, cựu thị trưởng hoặc là nghị viên hoặc là những cái người nghệ sĩ khác. Cũng giống như là cách đây 6-7 tháng chúng tôi đã phỏng vấn 8 người nghệ sĩ tại Ukraine nói về nhạc của Lê Văn Khoa. Cũng giống như chúng tôi đã phỏng vấn một số người tại Hoa Kỳ nói về nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Cũng giống như nhạc sư Andrew Wales, nhạc trưởng ở Australia, ông đã nhận xét về Lê Văn Khoa như thế nào. Thành ra chúng tôi không ngại nguồn tài liệu có phong phú hay không, mình chúng tôi ngại nguồn cái cách trình bày của chúng tôi có thuyết phục được hay không. Đó, xin sự đóng góp của quý vị. Phần Việt Nam Film Club ở trong cái cuốn phim đó cũng có nói sơ sơ, nhưng chúng tôi cũng xin nói đôi điều. Việt Nam Film Club được thành lập ngày 25 tháng 9 năm 2010, đồng sáng lập cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và chúng tôi trùng linh từ ngày đó. Thì với cái phương tiện các anh chị em trong Việt Nam Film Club tự túc, không gây quỹ, không có tạo những cái cách để mà có tài chính, chúng tôi tự túc lấy. Cho nên chúng tôi rất là khó khăn, nhưng chúng tôi là sung sướng, là không có bị lệ thuộc về tài chính. Cái chính cái đó vừa là khó khăn, cũng là cái may mắn cho chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây mục đích là để lắng nghe quý vị, chứ không phải chúng tôi đến đây để mà kêu gọi vấn đề tài chính. Xin quý vị cho dựng cho. Việt Nam Film Club có đã thực hiện trên 40 cuốn phim tài liệu lớn nhỏ, trong đó có các cuộc phỏng vấn về các nhân vật và nhân chứng liên quan tới chiến tranh Việt Nam. Thưa quý vị, nếu Cộng sản tôn trọng sự thật thì chúng tôi không làm phim tài liệu. Nếu Cộng sản là một cái chính quyền lo cho dân thì ngày hôm nay không có các quý vị bôn ba để tranh đấu bằng đủ cách. Và ngay cả ngày hôm nay quý vị đang có những cái hoạt động âm thầm hay là công khai nào đó cho quê nhà. Nếu Cộng sản làm được cái điều đó, chúng quý vị và chúng tôi không tốn công để có ngày hôm nay. Bây giờ xin quý vị cùng chúng tôi xem qua cái trailer và sau đó chúng tôi xin muốn lắng nghe ý kiến của quý vị. Thank you.
sản đang viết lại lịch sử. Nếu chúng ta không làm cái gì đó để ngăn chặn, thì lịch sử các kiểu cộng sản sẽ lưu lại về sau. Chúng ta phải chiến đấu trong trận chiến này. Lê Văn Khoa đã khởi đầu con đường nghệ thuật và tham gia các sinh hoạt xã hội.
mồ côi mẹ từ nhỏ, cậu bé Lê Văn Khoa dành tình thương và chia sẻ với các trẻ em nạn nhân của chiến tranh, những trẻ bụi đời trên đường phố. Chương trình Thế giới của trẻ em của Lê Văn Khoa trên đài truyền hình Việt Nam trước năm 1975 là một phương pháp giáo dục thiếu nhi hiệu quả về lý thuyết lẫn thực hành. Người thanh niên này cũng say mê sáng tác nhạc thánh ca và là ca đoàn trưởng của nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm tại Phú Nhuận, Sài Gòn. Nhìn trần đời bi ai đầy lao khô và sầu thương, đây đó người người xem xưa nước mắt tốt thiên trường. Thân hữu sáng lập Hội Ảnh Nghệ Thuật Toàn Quốc, giành được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế. Gần như hầu hết tác phẩm của Khoa đều nói lên cái tình tự dân tộc đó. Đam mê mãnh liệt về bộ môn âm nhạc. Từ trong nước, trước năm 1975, ông đã bước vào thế giới của nhạc giao hưởng. Ra hải ngoại, ông không ngừng sáng tác, soạn hòa âm và tổ chức các buổi trình diễn nhạc giao hưởng đầu tiên tại Hoa Kỳ và điều khiển các ban nhạc giao hưởng quốc tế. Ngoài Hoa Kỳ, các buổi trình diễn quy mô với các dàn nhạc hòa tấu nổi tiếng được tổ chức tại Úc Châu và Ukraine đã tạo nên một môi trường thuận lợi để nhạc Việt được thế giới biết đến. Đó là ước mơ suốt đời của người nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Đây là điểm hết sức đặc biệt.
những bản nhạc của Lê Văn Khoa là bước đi tiên phong trong việc kết nối các nền văn hóa, giúp cho các nền văn hóa giao thoa với nhau. Năm 2012, khi cộng tác với Việt Nam Film Club để thực hiện cuốn phim tài liệu lịch sử Hồn Việt, Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam, nhà soạn nhạc Lê Văn Khoa đã soạn hòa âm và phối khí cho ban quân nhạc The National Presidential Orchestra của Phủ Tổng thống Ukraine trình diễn bản quốc thiểu Việt Nam Cộng Hòa. Đây là buổi trình diễn xuất sắc và hùng hồn nhất mà ông đã từng thực hiện. Xin kính chào quý vị lại một lần nữa. Bây giờ đèn sáng quá. Hay quá. Trước khi quý vị nhận xét đặt câu hỏi, cho chúng tôi hỏi một câu thôi. Việt Nam Film Club có nên thực hiện cuốn phim về nghệ sĩ Lê Văn Khoa không? Tôi nghe chưa rõ. À, quý vị muốn hay không muốn ạ? Tôi nghe chưa có rõ lắm. Trong cái hay có cái xui là nếu mà quý vị nói không, chúng tôi rất khỏe, đi vacation liền. Mà bây giờ nếu quý vị muốn thì chúng tôi lại phải vất vả hơn.
Tuy nhiên, nói là nói thế, vất vả để đóng góp cho xã hội được phần nào cũng phải vất vả. À, bây giờ tới phiên quý vị. Đây là cuộc trao đổi, chứ không phải là một điều gì nó quá nghiêm trọng. Thành ra quý vị xin cứ hỏi hoặc là đóng góp ý kiến. Xin mời chị. Dạ, chị đợi em chút. Dạ, mời chị. Dạ, dạ thưa. Ai về đi ạ? Tôi không hiểu là cái cuộn phim này dự định là khoảng bao nhiêu thời gian, là nửa tiếng, một tiếng hay là gì? Bởi vì nếu mà chỉ trong 10 phút thôi thì nhiều khi là những người thực hiện đã có những cái điều đó rồi. Nhưng mà tôi không biết rõ, thành ra chỉ nói là cái ý của tôi đó là có những cái điểm. Bởi vì như thế này, tôi có một cái điều rất là lúc nào cũng rất là thắc mắc trong lòng mà không biết làm sao, là bởi vì đến đời tôi đó thì Việt Nam đó cũng không có biết nhiều lắm, mà đến đời con mình nữa thì bố mẹ nó đã rút thì làm sao dạy được chúng nó. Thành ra dần dần đến đời con mình nó đã không biết về Việt Nam, đến đời cháu nó thì chắc là hoàn toàn mất hết tất cả cái ý niệm về Việt Nam rồi. Thành ra như thế này thì nếu mà có những cái cuốn phim như này rất là tốt, bởi vì cho các cháu nó xem nó hiểu được. Thành ra thí dụ như là tôi thấy là thí dụ những cái hoạt động của giáo sư Lê Văn Khoa đó, là những chương trình thiếu nhi đó, mình cần biết nhiều chi tiết hơn là hoạt động như thế nào, hay là những hoạt động giúp đỡ các trẻ em ở một đời trên đường phố như thế nào đó. Thế và nếu mà trường hợp có những người ngày xưa đã hoạt động với giáo sư đó, họ kể lại hay là gì đó là thứ nhất. Và thứ hai đó là thí dụ như là những cái hoạt động âm nhạc của giáo sư đó, là đưa âm nhạc Việt Nam ra quốc tế, mà chính tôi nhiều khi cũng không biết hết. Thành ra thí dụ chẳng hạn như là trước khi mà trình bày những cái bản giao hưởng mà thí dụ như Trèo Lên Con Dốc, thì mình có giải thích sơ sơ về cái bản nhạc đó, chẳng hạn như là dân ca của miền Bắc và cái ý nghĩa của cái bản dân ca đó như thế nào, tại sao lại có. Thì như vậy thì chúng tôi học hỏi nhiều hơn. Em nghĩ là nếu mà chị hỏi thế thì không ai hỏi gì nữa hết, tại vì câu hỏi thế anh trả lời được không ạ? Dạ, thưa, được cái công cũng phải trả lời. Cảm ơn chị. Dạ, xin cảm ơn chị. À, xin được nói rõ, đây là cái trailer, tạm gọi trailer của 10 phút. Dạ vâng. Nó nêu một vài cái phần chính, một vài hình ảnh đặc điểm rút từ cái phim chính. Cuốn phim chính thì chúng ta cứ làm, mà không nói là 50 phút hay là 60 phút hay là 2 tiếng, nhưng mà chắc chắn là không có tới 2 tiếng, và chắc chắn cũng không hơn 60 phút. Bởi vì phim tài liệu mà trên 60 phút thì khô khan quá. Tuy nhiên, nếu cuốn phim hay thì cũng ráng thành 60 phút được, mà nếu một cuốn phim mà dở thì 10 phút chắc cũng đáng coi. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng có ngày hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện cuốn phim, say mê thực hiện cuốn phim với sự đóng góp của nhiều người, không phải là người Việt Nam không, không phải người Cali không, mà các tiểu bang khác nữa, mà là người từ trong nước cho tới người ngoại quốc, cho tới cả các nghệ sĩ Ukraine. Về tài liệu, chúng tôi có lẽ chứa một thùng không được, chắc phải mua thêm một cái thùng tài liệu. Nhưng cái cách edit để trình bày, để thuyết phục, đó là một vấn đề khác. Vì vậy, quý vị ngày hôm nay xin ghi rõ email cho cô Trịnh Bình An. Khi xong cuốn phim, chúng tôi sẽ gửi cái bản thảo đến quý vị, để quý vị còn nhận xét thêm một lần nữa. Bộ tay. Đó. Quý vị nào chưa có email xin gửi cho cô Trịnh Bình An. Chúng tôi rất thích thú. Xong phim rồi mà gửi đi, mà có một người nào gửi lại phê bình nhận xét như thế nào, không còn gì quý hơn. Chúng tôi làm cuốn phim để mà release thì chúng tôi coi không thôi, không ai dám coi. Nhưng có được ý kiến của đa số, của tập thể người Việt tị nạn, nói đúng là như vậy, cái tinh thần của Việt Nam, dựng tình tự dân tộc ở trong đó, chúng tôi sẽ rất vui mừng. Xin chị yên tâm. Anh, tôi xin lỗi. Thưa chị, cho chúng em biết tên của chị. Dạ, thưa, tôi tên là Liên Hoa. Cảm ơn chị Liên Hoa. Chị Liên Hoa, vâng ạ.
Rồi, tức ý chị hỏi là còn sau cuốn phim này có những phim khác hay không anh? Tại vì còn thế hệ trẻ rồi đổi qua tiếng Việt và đổi tiếng Anh nữa. Tôi đã đùa anh thôi. Xin quý vị có hỏi. Dạ, thưa xin chị chung. Dạ. Nhìn nhạc sĩ Lê Văn Khoa đây. Được rồi. 84 tuổi rồi. Sau cái bản nhạc này ấy, nhạc sĩ có thêm bản nhạc nào nữa không? Tùy theo sức khỏe, tùy theo điều kiện tài chính nữa. Việt Nam Film Club tự túc, nhưng mà tự túc một lúc nào đó thì rất là khó khăn. Nếu đây là một cái công ty điện ảnh thì 6 tháng chúng tôi ra một cuốn phim tài liệu, nhưng đây là một cái tổ chức khiêm tốn, nhân sự kể cả tài chính, nhiều khi 1 năm, 2 năm chúng tôi hoàn tất. Nếu mà chúng tôi chờ đợi phải Hollywood, vô Hollywood để mà lấy một cái bằng chuyên môn, có lẽ không bao giờ chúng tôi thực hiện được. Mà chúng tôi thực hiện đây á, không phải là tài năng của chúng tôi, khả năng của chúng tôi, vốn liếng của chúng tôi, mà vốn liếng từ trong cộng đồng mà ra. Câu hỏi thứ hai ạ. Dạ, xin mời anh. Dạ, có cái ca trước. Mình xin lão, cái lão đáp họ trước. Anh Nam, anh Nam hả? Dạ. Dạ. Dạ, thưa anh Nam, anh không phải là lão sao? Thôi cái... Mới vừa coi cái đoạn 10 phút thì Nam thấy rất là quý cái công sức và cái thời gian của chú bỏ ra để làm cho giáo sư nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Chỉ có một điều Nam thấy, tại vì chú hỏi cảm tưởng như là góp ý để làm tốt hơn, thì đây là Nam nghĩ cái thứ nhất là như chú mới vừa nói là document movie thì mình làm nếu dài quá thì nó rất là khô khan, thì Nam cũng đồng ý điều đó, bởi vì Nam thấy hầu hết những cái phim document của ngoại quốc và của Mỹ ở đây họ làm khoảng 30 phút hoặc không quá 45 phút, thành thử là mình giới hạn mà càng ngắn cái thời gian chừng nào thì càng phải xúc tích chừng ấy. Tại cái đó là cái khó cho chú cũng như tất cả những người có công sản xuất. Cái điều thứ hai là về giáo sư nhạc sĩ Lê Văn Khoa, thì tất cả những người nào có lẽ trên 50 tuổi mới nghe và biết trước về giáo sư nhạc sĩ Lê Văn Khoa, rồi thế hệ trẻ hơn khoảng dưới 40 là có thể họ không nghe, và nếu mà nói đến thế hệ con cháu của chúng ta thì hoàn toàn là vô tình. Thành thử ra nếu có chung cái movie này mà làm được thì Nam xin đóng góp một ý nhỏ là nếu mà có được cái subtitle của bằng English thì rất tốt cho thế hệ của chúng ta, thế hệ cô cháu sau này họ có cái đó, và các cháu cũng sẽ tự hào khi thấy đất nước mình có một nhân tài quá xuất sắc về lĩnh vực giáo dục, âm nhạc và nhiếp ảnh, không những trong nước mà cả ngoài quốc tế. Đó thì đã là ý kiến của Nam. Dạ, xin cảm ơn anh Nam. Xin nói ngay anh Nam. Hồi nãy chúng tôi sơ xuất chút xíu cũng trình bày. Cuốn phim này là cuốn phim song ngữ. Cái trailer này chỉ là tiếng Việt Nam thôi. Để giới thiệu cho San Diego của tôi. Chúng tôi cũng làm anh ngữ kỳ. Nhưng cuốn phim chính là song ngữ. Vì vậy trong các anh chị trẻ ở đây, người nào có giọng nói bằng tiếng Anh tốt, xin tiếp xúc với chúng tôi qua email vietnamfilmclub@aol.com hay là số điện thoại 703-732-3194. Chúng tôi cần giọng nữ nói tiếng Anh. Các anh chị nữ nào chắc là những cái đó. Dạ, có thể chị nói it's a bilingual dual languages, English and Vietnamese of the upcoming movie. So it will be in both Vietnamese and English. Xin mời anh mới hành động. Dạ, mời anh. Tôi xem một đoạn phim vừa rồi thì tôi rất cảm động. Tại vì tôi nghe lại những cái bài mà của anh Hòa anh viết. Những cái bài nó rất là familiar với lại cái, một cái khoảng thời gian rất dài mà tôi đã biết anh Khoa. Xong mà tôi có một cái điều tôi hỏi thế này, rằng tôi nghe nói phim tài liệu thì là mình làm trong khoảng một tiếng là tối đa. Thì tôi nghĩ một tiếng á, thì dư sức để nói đề cảm cái cuộc đời và sự đóng góp của anh Lê Văn Khoa. Xong mà cái mà tôi hơi confused đó, là lúc ban đầu đó,
khi mà mình nói cái chủ đề đó thì có đưa ra cái vấn đề là chúng ta phải làm cái gì để có không là tổ cộng sản sẽ viết lại lịch sử. Thì tôi nghĩ rằng hai cái đề tài đó với cái đề tài mà nói về anh Lê Văn Khoa, một người Việt Nam, không thể nào gói ghém trong một cuốn phim được. Thì điều đó tôi nghĩ rằng theo cái sự hiểu của tôi thì vậy có đúng hay không? Là có một ý kiến thứ hai để tôi nói cho thấy là rằng sau khi tôi nghe cái lời giới thiệu của cái vị mà đọc trong cuốn phim này đó, thì cái giọng đọc quá mạnh đi so với cái documentary làm cho anh Lê Văn Khoa. Anh Lê Văn Khoa tôi nghĩ anh soft hơn nhiều, anh rất dễ thương, anh rất đấy, mà cái giọng kia nó quá mạnh đi. Cái giọng kia nếu mà để nói mà để cho một cái phim documentary về để chống lại cộng sản thì tôi nghĩ rất là đúng, nhưng mà cái giọng đó mà để nói cho cái chương trình anh Lê Văn Khoa thì tôi thấy rằng nó hơi off. Dạ, xin cảm ơn anh, xin trả lời ngay. Câu thứ nhất á, là cái ông mà nhà văn á, thiếu tá thủy quân một chiến vào Hoa Kỳ, ông nói là nếu chúng ta không có kế hoạch mà ngăn chặn lại thì cộng sản đang viết lịch sử theo cái kiểu của cộng sản và nó lưu lại cho các thế hệ trẻ về sau. Thì thưa, cái đó để dành cho Việt Nam Film Club mấy hàng đầu thôi, chúng tôi muốn cắt đi, nhưng mà quý vị ở đây chưa biết Việt Nam Film Club thì chúng tôi có giới thiệu đôi dòng không dính dáng gì cuốn phim về sau. Dạ, thành ra cái đó nó không có quan trọng. Phần thứ hai là xin lặp lại. Dạ, giọng nam. Thưa anh nói đúng, đây là cái trailer dành cho San Diego, tất cả đều sẽ phải thay đổi giọng nói bilingual. Rồi có người đã chờ sẵn, nhưng mà kịch bản thì chưa hoàn tất. Cho nên những cái dòng đọc đó chỉ để dành cho lâu mà thôi. Xin cảm ơn anh. Khó mà tìm cái giọng êm đà á như là anh Tạ Trư lắm ạ. Chúng ta sẽ cố gắng. Mời anh chị nào còn một câu hỏi không ạ? Hay là ý kiến? Dạ, mời anh. Dạ, xin mời anh. Thưa anh tên gì ạ? Tôi tên Thuận, xin hỏi với anh trên tư cách đại diện của Việt Nam Film Club. Đến qua các cái đề tài anh vừa trình bày trên màn ảnh, chúng tôi thấy là đa phần các đề tài nhằm tập trung vào các sự kiện lịch sử đã xảy ra trên đất nước từ 54 cho tới 75. Bây giờ có vẻ như cuốn phim này về giáo sư nhạc sĩ Lê Văn Khoa là đề tài về một nhân vật sống có thật. Chúng tôi từng nghĩ rằng là dựa trên tiêu chuẩn nào với tư cách cá nhân của tổ chức Việt Nam Film Club thực hiện bộ phim với đề tài nhân vật lịch sử này. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn. Đây là cái câu hỏi mà thú vị nhất. Cái người hỏi phải là có cái chiều sâu mới hỏi cái câu này. Cho nên chúng tôi cũng ráng trả lời. Làm cuốn phim về cuộc đời, nó đúng ra sự nghiệp của một người đáng sống không phải là dễ dàng. Chúng tôi làm cuốn phim tài liệu, người sống hay là người đã qua đời, chúng tôi cũng dựa trên những tiêu chuẩn sau đây. Trước khi nói về tiêu chuẩn thì chúng tôi nêu một ví dụ. Trên báo thỉnh thoảng xuất hiện cô dược sĩ, ông giám đốc này người Việt, người Mỹ gốc Việt, đã thành công rực rỡ tại Hoa Kỳ. Thì chúng tôi thường hay hỏi lại, họ thành công, đúng, người Mỹ chưa chắc là thành công như họ, nhưng mà họ có liên quan gì tới đất nước hay không, họ đóng góp gì cho cộng đồng của mình hay không, đó là một vấn đề khác. Thành ra sự thành công của họ cho cá nhân và gia đình họ mà thôi. Phần nhạc sĩ Lê Văn Khoa, nếu ông có những cái tác phẩm nổi tiếng được giải thưởng quốc tế mà ông sống ở trên nhung lụa, chứ không phải bây giờ đi lọc cọc như vậy, chúng tôi sẽ không làm cuốn phim đó. Phục vụ cho ai? Cuối cùng phục vụ cho cá nhân nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Để cũng được nổi tiếng, ông bán DVD, CD đi ra. Đây là chúng tôi đặt cái tiêu chuẩn. Nếu không, Việt Nam Film Club sẽ bị cháy, cháy thành tàn.
Trước tiên là ông đã có những đóng góp gì trong 60 năm, cứ gọi là 60 năm ông đã đóng góp những gì, bao nhiêu lĩnh vực ông đã đóng góp. Thứ hai, cái bản chất của ông hướng về dân tộc không, đó là cái điều đáng nói. Thứ ba, cho dù ông xuất sắc đi nữa, nhưng mà không có tài liệu, không có nhân chứng, mất hết tất cả trong chiến tranh, chúng tôi cũng rất là khó làm, cho nên không thể thực hiện được. Ngược lại, có những người tài năng rất là lớn, nhưng mà thiếu sự đóng góp cho đất nước, chúng tôi cũng không thể làm phim tài liệu được. Vì vậy, xin trả lời lại một lần nữa, mình đôi khi cũng phải tự đặt ra một cái tiêu chuẩn. Chứ nếu có cảm tình với nhạc sĩ Lê Văn Khoa thì không thể nói gì được hết. Xin cảm ơn anh.